Rồi, xin chào tất cả anh em Jario. Chúc tất cả một ngày mới tốt lành. Xin lỗi anh em vì đang bị bệnh, bị ho á, nên giọng nói nó hơi kỳ kỳ một tí nha. Rồi, hôm nay Khôi sẽ giới thiệu đến anh em một siêu phẩm âm ly đến từ một hàng rất là cổ điển mà nhiều anh em biết tới. Hầu như là 100 người thì 99 người đều biết tới, đó là Fisher nha. Nhưng mà quan trọng hôm nay là model gì? Và cái model này chia sẻ trước với anh em, gợi ý trước anh em, đó là nhiều anh em rất muốn một lần để được sở hữu nó, để được nghe chất âm của nó ma mị như thế nào nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em cùng xem. Đầu tiên là cái vỏ hình thức bên ngoài nha. Đây, cái vỏ gỗ này made in Việt Nam nha, nhưng mà đóng theo mẫu, theo khuôn của hãng. Được vận, được dán cái gỗ làng lên ha, rất đẹp mắt. Rồi đây là cái nắp sắt, ốc vít đã tháo ra rồi. Rồi cái chính đây là con âm ly mà anh em đang mong đợi, Fisher 250T, xuất sắc. Chỉ dùng một từ cho em, nó là xuất sắc anh em nhá, không có từ nào để diễn tả thêm nữa, tại vì nó đẹp mỹ mãn, hoàn hảo luôn nha. Đó, bây giờ em sẽ quay gần hơn anh em xem ha, anh em thấy đẹp đẹp ghê gớm. Đây, cái này còn bụi này ha, còn bụi này, còn bụi. Đó, chưa lau chùi luôn. Cái này quét sơ cái là sạch sẽ anh em nha. Các cái núm này là núm zin này. Ok, rất đẹp mắt, rất đẹp mắt. Đó, ok anh em ha. Rồi bây giờ Khôi sẽ quay vào bên trong để anh em xem, quan trọng nhất vẫn là nằm bên trong anh em ha. Rồi để Khôi tắt đèn luôn nha, rồi để cho nó sáng, đủ ánh sáng. Đây, đời tù hồng Fisher 250TX, đời tù hồng anh em ha. Đây, máy móc còn zin ha. Đây, các cái sò này, sò Motorola chân vàng. Đó, các cái con kích tên lửa này. Rồi thì Khôi chỉ nói sơ vậy thôi, tại vì vấn đề kỹ thuật thì thật sự thì không phải ai cũng biết. Đó, mà mình nói là về cái tình trạng máy. Ừ, ok, con này còn zin, hoạt động tốt. Đó, đó, ví dụ vậy. Thì tù hồng, đời tù hồng này rất là hiếm nữa nha anh em. Máy thì rất là đẹp anh em nha. Đó, con Fisher năm 60 năm mà còn như vậy gọi là đẹp. Đó, rất là tuyệt vời. Thì nói về Fisher thì đối tác số 1 là R. Ngoài ra bên cạnh thì em với anh em có thể ghép với các cái hàng là KLH, Advan, Dinaco EPI, vân vân, một số dòng loa cổ của Mỹ. Đó, mà sản xuất cùng cái thời với AR là đánh rất là hay anh em ha. Vì AR là khó nhất, nhưng mình đánh được. Thì những cái cặp loa khác của hãng khác thì đánh vô tư ha. Đó, nói chung là con âm ly tuyệt đẹp rồi này, tuyệt vời nha, không có gì để chê. Rồi còn cái mặt dưới nữa, mặt dưới nữa, mặt trên mà nó đẹp như vậy thì chắc chắn mặt dưới nó sẽ đẹp hơn anh em nha. Đó, đây mặt dưới của nó đây nè, thì nó có mấy con ốc thì anh em đợi Khôi tháo luôn nha. Đó, đây có chỉnh máy cho nó cao hơn tí nè. Ok nè, bây giờ Khôi sẽ tháo luôn nè, lúc này quên tháo mất rồi nè. Anh em đợi Khôi tháo luôn nha, hơi vụng về một tí nha, nhưng mà không sao, anh em thông cảm. Cái này là cây khác thì mở được, để sang cái bên này. Đúng ra là những cái khúc này thì Khôi là phải tháo trước rồi, quên mất nha anh em. Tết nhất tới nơi rồi nên là vùng về quá, nhiều việc quá hay vùng về luôn. Đây, còn một cái con sâu này nữa, có nhiều con ốc của Fisher người ta không có cắt đường anh em, nên buộc mình phải sử dụng một cái trục vít khác. Anh em đợi Khôi tí nha, phải có một cái chụp vịt khác mình mới bỏ được. Rồi đây nè, con này nè, con ở phía sau nè, anh em thấy không, nó vuông như vậy á, mình phải có cái lục giác hoặc là mình lấy cái đầu này nè mình mở được nha. Rồi ok, bây giờ anh em xem phía sau nha. Đó, đây là cái phần lên kiện bên sau, tình trạng còn rất là mới, rất đẹp.
Con Fisher này sử dụng hai cái tủ công suất rất là lớn anh em ha. Đó, tủ công suất rất là lớn này. Nên là tại sao là nó cho chất âm hay và có lực nha. Đó. À, đời này là đời đàn anh của 250T. Nên nó có nhiều cái phần nâng cấp và để đạt đến được cái chất âm nó hoàn hảo nha. Rồi. Ok, bây giờ Khôi dành thời gian còn lại để Khôi test chất âm nha. Mời anh em cùng nghe thử. Thì hiện tại không có AR mà với lại Khôi cũng không thích ghép AR mà Khôi lại làm mới cho nó. À, mình sẽ ghép với một cái cặp loa khác, đó là University Bass 30. À, cặp loa này bị khách bom đây nha. À, khách bom. Nên Khôi hiện tại đang có giảm giá từ 10 triệu rưỡi xuống 9 triệu rưỡi để cho anh em sở hữu cặp này. Bass 30 màng giấy gân vải ha, thép phíp mít cổ móng nha. À, rồi. Bây giờ thì Khôi sẽ mở nhạc mà anh em cùng nghe. Ok. Rồi, bây giờ mời anh em cùng nghe thử nha. Fisher 250T trình diễn. Thank you.
Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì cái thời lượng có hạn nên clip Khôi dừng tại đây. Và Khôi xin cũng báo giá với anh em. Con Fisher 250 TX có giá là 17.500. Giá cũng rất là tốt, ngày thường có thể cao hơn nhiều anh em nhé. Ngày thường thì tùy vào thời điểm, có thể là 19 hoặc là 10 18 rồi hoặc 20. Nhưng mà hiện tại thì giá Tết nên Khôi bán là 17.500. Cho anh em về chơi ghép với AR, đối tác của AR4, AR2 anh em ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật nhiều sản phẩm cũng như để ủng hộ cho Lê Khôi ngày càng được phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.